Chào các bác nhé. Các bác đang thấy ở đây là hai cái bọn dế mình nuôi cho các chú chim của nhà ăn. Đấy. Mỗi lần mình mua khoảng mấy chục ngàn. Đấy. Đây, mình có hai cái chậu cây bỏ không, mình tận dụng mình nuôi con dế ở trong này. Thì dế nhà mình nuôi ấy thì mình chỉ cho ăn rau thôi các bạn. Rau này các loại củ, ví dụ có cà rốt này hoặc là bí đỏ này. Thì khi chúng ta cho ăn cái rau này, nó ăn khỏe lắm. Đấy, mình vừa thả vào nó ăn gớm luôn. Đấy, các bạn thấy đây này, con như đây là những con dế nó trưởng thành này. Nó lớn, nó già rồi, nó cũng sắp đẻ rồi. Đấy, có những lần mà đẻ được lâu là nó cũng đẻ luôn ở đây luôn các bạn. Đây, lật lên cho các bạn xem một chút. Bọn này nuôi rất là dễ. Đây các bạn nhìn. Đấy. Ở dưới này mình để một ít cát mới mùn. Đây, những con dế mà nó đẻ đến lứa tuổi đẻ xuống đây nó đẻ luôn này các bạn. Đấy, nó đẻ trứng ấy. Sau là tầm khoảng ít ngày sau nó tự nở ra những con dế con, cứ gối nhau như vậy. Tất nhiên là mình nuôi được khoảng một thời gian không dài lắm. Tuy nhiên là cũng đủ để phục vụ cho những cái chú chim của nhà. Đấy. Cho ăn lai dai vui vui. Chè này. Mi màu. Đấy. Khi chúng ta cho nó ăn rau các bạn nhé. Ăn rau thì những cái con dế này. Đây mình đang, đây là những cái con dế mà nó chưa lên cánh, dế con ấy, nó lớn trưởng thành bằng từ này rồi. Thì mình bắt mình vặt càng để mình cho những con chòe ở nhà ăn. Khi mình cho nó ăn rau không, mình không cho ăn cám đâu các bạn. Cho ăn rau không ấy thì con dế này nó bụng nó nhiều rau lắm. Nó vừa ăn xong rồi nó xanh lè luôn. Đấy, sau đó thì mình cho chim ăn luôn. Đấy. Ví dụ đây. Đây. Cho nó ăn luôn. Mình không cho nó bọn nó ăn cám mấy đâu các bạn. Đây các bạn nhìn con dế nó ăn này. Này. Đấy, thấy chưa? Nó ăn rau này luôn, thế là mình cho chim ăn luôn, thế là rất là tốt. Đấy. Có thể các bạn cứ ăn bí đỏ này. Ăn cà rốt cũng được này. Các bạn để ở chỗ mát thôi và để cái chậu rộng này thì nó sống rất là dai, sống lâu lắm. Đây, các bạn nhìn. Đây những cái mùn mình để bên dưới này. Những con dế, đây là những con dế bố mẹ. Nó lớn, nó tự đẻ thôi các bạn. Nó tự đẻ, nó tự nở. Thực ra anh em mình nuôi nghiệp dư, nuôi để mà cho những phục vụ mấy cái chú chim của nhà ăn đấy thì nó không gì cả, mà các bạn cứ nuôi bình thường kệ lắm. Nó tự lớn, nó tự đẻ. Đấy. Nó cũng tự nở luôn. Các bạn nào mà mình có điều kiện thì có thể là bắt những cái con dế đây. Đây. Bắt cho bạn một con dế bố mẹ xem nhé. Bụng nó tướng cành lên. Đây. Này. Nhìn. Đấy. Ê. Thấy chưa? Bụng nó cành, những con bụng cành nó sắp đẻ. Đẻ nó tự đẻ thôi. Đây đây con nữa. Bụng nó cành cánh cành. Đấy. Đây. Đây là những cái lớp mùn nhỏ nhỏ nó rúc dưới này nữa. Đấy. Tự nở những con dế con. Sau những con nào mà nó lớn lớn rồi, nó vẫn chưa mọc cánh, đây ví dụ như con này. Đấy, nó bắt cho chim ăn được. Kệ các bạn, cứ để nó bình thường là nó tự sinh sôi đến nảy nở. Sau một thời gian mà các bạn nuôi được nó sống lâu ấy. Đấy, nuôi ở cái bồn rộng nó sống rất là lâu. Đấy, lâu lắm. Nó không bị chết. Nuôi thực tế ở nhà chỉ có đơn giản như vậy thôi. Đây, làm một túi rau rồi.
ăn. Ra một số bạn mà cầu kỳ hơn thì có cái tấm phên riêng đặt bắt những cái con dế bố mẹ này bắt ra riêng đấy. Nhưng mình thì thực tế ra mỗi lần mua mấy chục nghìn đấy, trăm ngàn đấy, có mà nửa cân có mà mấy con chim ở nhà ăn thoải mái luôn đấy. Có đợt thì nó đều, có đợt thì nó không đều. Nhìn chung mình nuôi nghiệp dư thì kệ nó thôi chứ các bạn đấy.